Giống muốn cái bài mà bữa nó học nè, cái bài nó học bây giờ là phải có sơ đồ này mấy đứa, hồi trước mày đứng dài thấy không, nghe không nè, nghe không, đây tôi múa làm cho chị coi, đi coi có cái hình để làm cái mẫu đó, về chị có cái đó chị mở ra chị coi mới đúng. Tết này mà tết này mình có 12 cái mình chơi à. 12 tấc thì từ từ tập nè, đứng nhìn ha. Nè, dùng xuống nè, chân nó bước vào cái số 2. Nghe không? Xoay mũi chân 1. Bữa chị đọc á, 2. Kéo cái chân về đây. Trụng chân. Bước cái số 2. Xô. Xoay. Trụng. Bước cái thành múa luôn. Múa đẹp lắm. Nó có cái số. Thành ra về chỉ có cái đó thì múa không đâu, mà không có nay gì loạn sang ngầu lên, mà khi nó múa trúng cái này nó đều đặn, nó sanh ra cái năng lượng, cái giống như cái gì mà làm giống nhau hoài, nó sanh ra một cái kỹ thuật. Nếu mà chị bước tùm lum ra thì chết, người ta có bước về hoài nó thành một cái năng lượng, nó luôn một cái lặp đi lặp lại giống nhau, cái gì lặp lại giống nhau thành tay nghề cao, mà cái này mà tay nghề cao là khí cao lên, càng ngày càng tăng khí, múa càng nhiều càng khỏe ra. Hay gì á, là phải theo cái bước chân của chị mới được, bước chân tôi khác. Còn ông này nữa muốn học miễn phí, làm thêm một bản in cho ông, chỉ ông tập vậy. Nó ông già cũng vậy, nhưng mà chị thuộc bài rồi về chỉ làm. Đó, phải có người học. Nè, múa lại nha, giờ lát rồi chị theo, đứng im nè. Xuống, bước ra, đúng cái số trên tầng, hai tay giờ. Lúc đầu là thiếu khúc này, giờ cái tay này lên. Đó. Rồi ôm banh bước ra để số 2 xô, giống chị tập rồi, xoay lết cái chân số 2, chụm chân số 2, bước số 2 xô lết cái chân số 2, chụm chân bước số 2 xô, đó là một múa một. Đấy, chị coi nghe, ra rất là rất rồi, tôi không còn coi chân tôi múa, chị coi thấy không nè. Thấy không? Đã lắm. Đã lắm. Ồ, muốn sướng lắm. Muốn hồi cái người nó bưng nóng lên. Cái này là chuyên chữa stress. Bị stress tập hết liền. Đó À, là. có cái kiểu như khi cái tay dài đằng mình làm càng chậm á thì cái như ở giữa nó có cái gì vậy? Đó là khí đó, em để gần nó hết, để gần nó hết, có nhiều người nó để xa này hết là khí nó tăng, còn mới đầu nó chút xíu à nữa, tới đây cũng hết nữa, tới đây hết là để cái tay người ta, cái hơi nóng nó phà vô người ta thì chữa được bệnh người khác, tôi gọi là phóng khí. Tập bài này, cái này là thái cực khí công chứ không phải thái cực quyền ở ngoài đường. Quyền nó múa không có chữa bệnh, cái này tập hồ cái khí mình nó mạnh lên, mình khi mình mạnh mình để mấy cái giấy bụng để nó văng giấy, hút giấy tăng giấy làm được hết lâu ngày á. Nó khi múa này đứng có vết chân này, chị về chị coi cái vết chân như múa này, xuống nè, bước ra số 1, cái tay nè đưa lên xả xuống, cái này tôi quay clip cái về cho múa theo, giơ lên cái tay này hứng, tay này ôm bước cái gót, để cái gót ra cái số 2, xô xoay lùi cái chân chút xíu, xoay cái người qua này, chụp này để đây, xô xoay vào đây, chụp chân này xô, đó là cái bài đó là thức số 1. Bữa bài cửa bữa bài cái bài mà vuông vuông là tập để cho nó quen rồi qua đây mới có bài tập để nó dẻo cái lưng trước, xong qua cái này nè. Khi mình tập cái này từ giờ nó chết không bao giờ bị bệnh xương khớp, không bao giờ bệnh xương khớp cả suốt đời luôn, tới già cũng không có bị khớp, mấy nhiều bị viêm khớp, nó mấy cái bị viêm khớp gì mà mãn tính sưng sưng mấy cục không bao giờ có luôn. Tập này là vĩnh gút là dập hết luôn. Rồi thứ hai là cái không bao giờ bị stress, chỉ bị đang đang tức giận múa hồi nó thăng bằng lại cái xử lý công việc tốt hơn, còn lúc mình nóng lên là sai hết. Thì cái tập cái bài này như vậy, chị đứng chị múa thử à, đứng vào đó rồi đứng nghe tôi tập tập chị múa theo đó, đứng nha, xuống bước chân ra, tay quơ lên giống vũ cái khăn này, giơ là úp ngửa ra rồi giơ lên lần nữa, thu cái chân vô
ôm cái giống kỳ trước, lùi cái gót qua, xoay xô, lùi kéo lấy cái chân ra vậy, co cái gối chụm chân, bước ra vậy xô, quay lùi cái chân vậy, 30 độ chụm, xô, hết, hết tập vậy thôi. À. Xong rồi đó. Đó, bơi đi đấy.